Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì nhân vật chính trong video này là chiếc Rolex Cosmograph Daytona 40 116509, sứ mệnh làm chủ mọi đường đua. Hãy cùng chúng tôi ngay bây giờ cùng khám phá nhé! nghệ thuật chế tác đồng hồ không chỉ khiến cho các nhà sưu tập mê mẩn bởi các tính năng mới lạ và các bộ máy tân tiến mà còn truyền cảm hứng mãnh liệt qua những mẫu đồng hồ được chế tạo bằng lối kỹ thuật truyền thống tưởng như đã thất truyền mỗi một mẫu đồng hồ đến từ các thương hiệu cao cấp ở thụy sĩ lại ẩn chứa một câu chuyện thú vị Bước vào lãnh địa Rolex, chúng ta không chỉ được chiêm ngưỡng những cỗ máy thời gian phức tạp với thiết kế tuyệt đẹp mà còn cảm nhận được giá trị của bộ sưu tập đồng hồ nổi tiếng của hãng. Và trong lãnh địa ấy, người ta tìm thấy tuyệt tác của đường đua, Rolex Cosmograph Daytona với chiếc đồng hồ mã hiệu 116509 mặt số xanh diệu kỳ Rolex Daytona, cái tên bắt nguồn từ thủ phủ của đường đua thế giới ở Florida, đã trở thành biểu tượng cho tốc độ, dành cho những người có niềm đam mê với đua xe và là niềm cảm hứng bất tận cho những người yêu Rolex. Kể từ khi ra mắt thế giới vào năm 1963, Rolex Daytona đã có nhiều sự thay đổi từ vẻ bề ngoài đến bộ máy bên trong. REF 116509 được coi là phiên bản mới nhất tính đến thời điểm hiện tại. Mệnh danh là ông hoàng của những đường đua, Chiếc 116509 xuất hiện trong bộ vỏ Oyster đặc trưng với kích thước là 40mm dành cho nam, được làm từ chất liệu vàng trắng 18K và được đánh bóng theo công nghệ sản xuất độc quyền in-house nhà Rolex. Theo đánh giá của các chuyên gia đồng hồ, phiên bản này được chế tạo từ vàng trắng 18K nguyên khối, tinh khiết nhất với độ bắt sáng tuyệt đẹp và cao quý ít xuất hiện. Ánh sáng của vàng trắng bóng và lì hơn so với thép không dỉ khiến tổng thể sản phẩm toát lên vẻ đẹp hoàng gia và quý tộc. Mạnh mẽ, cá tính và đẳng cấp, phiên bản này sở hữu dây đeo Oyster 3 mối nối chắc chắn với mối nối trung tâm được đánh bóng cẩn thận không một tí vết và hai bên được trải xước mang phong cách bụi bặm. Để trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của các tay đua chuyên nghiệp, hoàn thiện dây đeo tay là khóa gập an toàn Oysterlock với mối nối giãn Easylink 5mm tiện dụng giúp cố định đồng hồ trên cổ tay người đeo chắc chắn mà không gây bất tiện. Ôm chọn mặt số là vành bên rồ hình tròn tuyệt đẹp với thang đo tachymeter, nổi bật là các chữ số Latin màu đen khắc sắc nét trên nền vàng trắng lấp lánh. Các tay đua có thể theo dõi chính xác vận tốc đang đi thông qua thang đo chính xác này. Hoàn thiện bộ khung vỏ của tuyệt tác này là ba núm điều chỉnh ở bên phải đồng hồ có chức năng dừng, khởi động và đặt giờ, đồng thời bảo đảm đồng hồ vận hành hiệu quả ở độ sâu 100m nhờ hệ thống chống thấm nước 3 tầng chip lock ở núm vặn nằm giữa. Mặt số đồng hồ là đỉnh cao của nghệ thuật sắp xếp với sự xuất hiện của ba mặt số phụ được trang trí họa tiết là các vòng tròn đồng tâm thực hiện chức năng chronograph truyền thống. Sự hòa quyện của sắc xanh lam trải tia chủ đạo cùng sắc đỏ của vòng tròn trên mặt số phụ, dòng chữ Daytona, chút nhấn nhá trên các vạch số cùng sắc trắng của cọc số được phủ chất phát quang chromalight đã làm tăng độ hoàn mỹ cho thiết kế. Đủ để người xem cảm nhận sự tinh tế, tỉ mỉ mà các nghệ nhân chế tác đồng hồ Rolex đã dành hàng giờ để chế tạo mặt số. Từ các cạnh bóng của cọc số đến bộ kim đặc trưng của dòng Daytona, kiệt tác của những đường đua đều được xử lý hoàn hảo. Nếu như để ý kỹ một chút, đặc biệt với những tín đồ đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona sẽ nhận ra mặt số xanh không xuất hiện nhiều. Một đặc điểm nữa khiến phiên bản này thực sự hấp dẫn không kém bộ vỏ vàng trắng 18K đã đẩy giá trị và sức hấp dẫn của tạo tác này trong con mắt trầm trồ của công chúng. Mê hoặc và cuốn hút, tuyệt tác 116509 khiến người xem không khỏi rời mắt so với người anh cả được sản xuất vào năm 1963. Phiên bản này có phần hiện đại, tỏa sáng và chỉn chu hơn. Mặc dù thuộc phân khúc đồng hồ chuyên nghiệp chỉ dành cho các tay đua xe, nhưng sức hấp dẫn của cỗ máy thời gian này còn thu hút cả những kẻ ngoại lai bởi độ thanh lịch, sang trọng. Những người anh em của tuyệt tác đang được nhắc đến đã trở thành món phụ kiện yêu thích của rất nhiều ngôi sao trên thế giới như là JG, John Mayer, Kevin Hart, Jonah Hill, v.v. Tất nhiên, không chỉ có các sao nam, Rolex Cosmograph Daytona còn khiến cho phái đẹp mê mẩn và điển hình là chiếc đồng hồ Rolex Daytona Everose Gold trên tay siêu mẫu Victoria Beckham. Và chiếc REF 116509 cũng không ngoại lệ bởi sự xuất hiện của tuyệt tác này đã khiến danh sách khách hàng chờ dài thêm rất nhiều. Ngoài vẻ bề ngoài hoàn mỹ, trái tim của mẫu đồng hồ này cũng để lại ấn tượng sâu đậm. Đó là bộ máy tân tiến nhất cho dòng Rolex Cosmograph Daytona Caliber 4130, được sản xuất hoàn toàn theo công nghệ độc quyền nhà Rolex. So với bộ máy Chronograph thông thường thì Caliber 4130 có cấu tạo đơn giản hơn nhưng có khả năng cung cấp năng lượng tốt hơn đạt mức 72 giờ đồng hồ. Sự xuất hiện của bộ máy automatic này đã thay thế cho bộ máy Zenith trước đó, càng khẳng định thêm kỹ thuật chế tạo đồng hồ của Rolex đã đến trình độ chuyên nghiệp. Thiết kế của Caliber 4130 đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, bộ máy hoàn thiện có tất thảy 201 bộ phận, 44 chân kính được sắp xếp một cách khoa học. Dưới bàn tay của nghệ nhân đồng hồ tài hoa nhà Rolex, bộ máy cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Những cạnh vát được đánh bóng kỹ càng, 44 chân kính, đinh ốc cùng bánh xe cân bằng được sắp xếp khoa học thật tuyệt vời. Điểm nhấn trên bộ máy này là trang bị dây tóc Parachrom có khả năng chịu được cú sốc và thay đổi nhiệt độ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hiện đại mà bộ máy do Genit sản xuất đã không thể đáp ứng. Trên cùng là Roto Perpetua xoay hai chiều, phát minh tân tiến nhất của Rolex về bộ máy. Giống như các bộ máy Rolex Perpetua lịch sử, Caliber 4130 cũng phải trải qua những bài kiểm tra gắt gao về độ chính xác chronometer của Thụy Sĩ và của hãng khi hoàn thiện. Sự xuất hiện của Rolex Cosmograph Daytona 116509 đã khiến cho lãnh địa của Rolex thêm phong phú và đa dạng, chiêm ngưỡng tuyệt tác ấy. Chúng ta có thể khẳng định rằng, với Rolex thì không gì là không thể, và dường như trong lãnh địa của Rolex, sức sáng tạo là không giới hạn. Còn các khán giả của Gia Bảo Luxury nghĩ sao về mẫu đồng hồ này? Hãy để lại bình luận ở phần bên dưới và đừng quên đón xem những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!